và khu phố đột ngột mất điện, thợ điện đến kiểm tra phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Không ai có thể ngờ rằng khi mở chiếc hộp điện ra lại là một cảnh đáng sợ như thế này. Nếu trong khu dân cư của bạn bị mất điện, nguyên nhân đầu tiên mà bạn nghĩ đến là gì? Tất nhiên lý do chỉ có thể là do thợ điện chủ động cắt điện để sửa chữa hoặc là do sự cố chập cháy tại vị trí nào đó. Những người dân tại khu phố E Parker thuộc thành phố Monaton, hạt Booker, bang Carolina của Mỹ đã gặp phải một tình huống tương tự. Cả khu phố bỗng nhiên mất điện vào giờ chiều, người dân ngửi thấy mùi khét tại hộp điện, nên họ cho rằng có sự cố chập cháy nào đó, đã lập tức gọi thợ điện đến sửa. Và chỉ đến khi cánh cửa cửa hộp điện mở ra, tất cả mọi người giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng chưa từng thấy. Thủ phạm gây ra sự cố mất điện lại chính là hai con rắn khổng lồ. Bức ảnh được đăng tải lên Facebook của City of Morganton cho thấy rằng cảnh tượng hai con rắn to bị mắc kẹt trong mớ dây điện chẳng chịt. Một con thì cắn vào dây điện, con còn lại thì cắn vào đuôi con kia. Điều người ta thắc mắc là tại sao hộp điện thường được đóng rất là kín cẩn thận để tránh gây ra những nguy hiểm mà tại sao hai con rắn này lại chui vào được trong đó. Ông Brock Cabin cũng nói rằng các gia đình nên kiểm tra hộp điện của mình, bất kỳ góc cách nào cũng có thể gặp trường hợp tương tự.